Ừ. Cái này nó quýnh nè. Bên đây thì mình thấy có hai cái cây ớt. Hai cây ớt trái quá trời trái này. Để mình qua review cho mọi người xem nè. Ớt nè, ớt trồng chậu nè. Ấy, ớt trồng chậu to khủng khiếp. Quá trời trái luôn. Đây nè. Ôi. Nhìn nghe, quá to luôn. Cái ớt này trồng chắc lâu năm lắm rồi. Nè, trái nè, đơm hết trơn nè. Ui trời, quá trời luôn. Trái chi, trái nhỏ, trái chi. Lớn, trái chín gì, quá trời nguyên một cây luôn nè. Nè, đầy bông nè. Ui trời. Trồng cái ớt này cũng khó lắm á. Này được cái nằm trong cái chậu này, cái chăm sóc. Trong cái chậu này cái chăm sóc nó kỹ lưỡng cho nên nó lớn này, nó sống được lâu năm rồi nè. Đó, quá trời to luôn nè. Chưa. Bên đây nè, nhánh đây nè. Nhánh đây thì trái non, trái bông, trái nhỏ nhỏ gì quá trời đơm nó trơn nè. Chụp cái này với ba. À, để xíu chụp đó. Quá trời luôn. Ừ. À, xíu xíu qua chụp. Quá trời nè. Trái khủng kinh kinh khủng luôn nè. Đó. Trời. Này. Bên đây có một cây nè. Đây có một cây nữa, cây này lại là loại khác. Kia là loại kiểu ớt hiểm rừng vậy á. Còn cái này giống cái dạng ớt kiển. Kiển nè, quá trời luôn. Ôi, nè. Quay vòng 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 nguyên cây, chỗ nào cũng trái chứ. Trái quá là trái à. Đây. Đây nè, quá trời luôn. Này là ăn không hết luôn. Không thể nào mà ăn hết luôn hai cái cây cây trái này, này khủng luôn, khủng quản luôn nè. À. Đây à, cái này trái còn nhỏ thì nó màu nó hơi vàng vàng, còn non này vàng vàng nhưng mà tới chín thì nó chuyển sang màu đỏ nè. Trái này màu đỏ màu vàng nè, gần chín nè. Quá trời luôn nè. Quá trời khủng khủng khiếp thì chưa từng thấy luôn. Mấy cây ớt này trồng lâu năm lắm rồi, trồng chậu là trồng lâu năm, kinh kinh khủng chưa. Ồ này. Này trên đây trên cái đọt này, đọt cao này, trái quá trời trái này. Này, nguyên nhánh này khủng chưa. Đây nè, nhánh này nhánh lên cao nè. Ồ trái quá trời trái luôn. Ôi trời, nhìn thật. Nhìn đảm bảo đẹp là tuyệt vời luôn nè. Ôi trời, này ăn không xong hết luôn, không thấy hết luôn, không biết bao nhiêu trái luôn nè. Quá trời luôn. Khủng hoảng này chứ. Ôi. Đây có sen nè, sen trồng trồng chậu nè, sen trồng chậu cũng có trái nè, chưa, sen trồng chậu có trái luôn nữa chưa, đó là cây ớt nãy nè, ớt nãy trái chín đỏ nè, nhìn cũng rất là đẹp, nhìn cũng rất là đẹp luôn, rồi, bên đây có súng, hoa súng nè, hoa súng trồng, hoa súng trồng chậu nè. Ôi đây nè, quá đẹp. Ừ. Quá súng trồng chậu luôn nè. Chưa. Này trồng này. Này không có thả cá. Này thả vàng cá dưới đây là đẹp luôn á. Trồng trong cái chậu quá trời. Quá trời luôn nè. Không có thả